Tin Tarot và đây là trải bài chung. Chính vì vậy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất. Với câu hỏi đấy chính là chuyện tình một điều mà bạn chưa biết về chuyện tình yêu của bạn, về con đường tình yêu của bạn. Chúng ta có 3 sự lựa chọn, 1, 2, 3. Hãy giúp mình chọn một tụ bài khi bạn cảm thấy bị thu hút nhất. Và vì đây là video bonus mỗi ngày, vì thế mà nó sẽ ngắn nha mọi người nha. Rồi, ok, và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với số 1 ạ. Xin chào các bạn, đến với số 1 và đây là trải bài chung. Vì vậy hãy đón nhận thông điệp này một cách thật là cởi mở. Với câu hỏi đó là một điều bạn chưa biết về chuyện tình yêu của bạn. Thì cái tụ bài này thì mình thấy cái câu chuyện đấy chính là bạn có thể là có một vài cái mối quan hệ đã trải qua trong cuộc sống của các bạn. Có những bạn thì có thể là đã vừa mới đây trải qua một cái mối quan hệ nào đó. Thì mình thấy là những cái mối quan hệ đó đến với bạn ấy thì nó thường không kéo dài quá lâu. Có thể các bạn có một khoảng thời gian đầu tán tỉnh nói chuyện với nhau gì đấy khá là vui, nhưng mà ngay sau đó thì nó lại kết thúc một cách không đầu không cuối và nó không đi được lâu, nó không đi được xa. Thì có rất là nhiều lý do dẫn đến cái việc đó, có thể là lý do ở bạn, lý do ở người kia, lý do hai người không hợp nhau hoặc là ở bất kỳ một cái gì đấy. Thế nhưng mà mình thấy có một cái ở đây có một cái lý do lớn nhất ở đây, đấy chính là những cái người này không phải là người mà bạn cần tìm, không phải là cái người mà vũ trụ định mệnh cho bạn, an bài cho bạn. Chính vì thế mà những cái người này đến với bạn giống như là, hãy hiểu giống như là những cái món nợ thôi, mà bạn và họ tương tác với nhau có thể giúp nhau nhận ra được một vài bài học nhỏ nào đó, sau đó là đường ai nấy đi thôi. Và mình thấy rằng là những cái người này thật ra thì nói thật là 10 cái mối quan hệ như thế này không bằng một cái mối quan hệ chất lượng. Tức là số lượng của bạn có thể nhiều, có thể bạn có thể là đến với nhiều người, có thể tìm hiểu nhiều người, nhưng mà thực sự chất lượng những cái mối quan hệ đấy nó thực sự mình đánh giá là nó không cao. Nó chỉ được ở một cái giai đoạn đầu vui vẻ thôi, sau rồi đường ai lấy đi và toàn kết thúc một cách kiểu rất là chơi vơi gì đấy. Thì mình thấy là có rất là nhiều lý do và các bạn hãy nên tìm hiểu cái lý do là cái gì nhá. Nhưng mình thấy ở đây có một cái lý do lớn nhất, đấy chính là những người này không phải là định mệnh của bạn. Và mình thấy là những cái người này đến càng khiến cho bạn có cảm giác giống như là bản thân các bạn bị kìm hãm, bị tụt lùi, bị đi lùi thôi, hoặc là bị cảm thấy bị kìm hãm, bị ràng buộc thôi, chứ các bạn không thực sự cảm thấy được yêu và được yêu ở trong những cái mối quan hệ này. Nó rất là nhất thời. Và ở đây chúng ta có lá bài Freedom thì mình thấy rằng là có thể một số bạn cũng vừa mới đây kết thúc một cái mối quan hệ nào đó, thì mình thấy là hoặc là các bạn đã kết thúc mối quan hệ nào đó ở trong quá khứ rồi, thì mình thấy là kể từ giờ ấy thì không có điều gì có thể ngừng bạn lại được nữa rồi. Và cái con đường mà bạn đi ấy, nó sẽ được làm sạch. Chỉ cần bạn muốn điều đó. Thì mình có một cái cảm nhận rất là mạnh mẽ là kể từ giờ ấy, những cái mối quan hệ đến với bạn ấy có thể sẽ là những cái mối quan hệ đến và ở lại lâu với các bạn, có thể ở lại lâu hoặc cam kết với các bạn. Còn những cái mối quan hệ mà nó chóng vánh như thế này thì mình thấy rằng là bạn đã hết cái thời kỳ đó rồi. Bạn đã giống như đã trả hết cho từng người rồi. Ví dụ như 8 người, bạn đã trả hết cho 8 người rồi. Kể từ giờ là bạn sẽ trả những món nợ mà nó lớn hơn, ví dụ như nợ cả đời hay là những cái món nợ nào đó, hoặc là các bạn sẽ có những cái bài học nó lớn hơn cho bản thân của mình. Còn thực ra thì có nhiều bạn thực sự là nhảy từ mối quan hệ này sang mối quan hệ kia, nhưng mà không có một cái bài học sâu sắc nào khiến cho các bạn được học ở trong những cái mối quan hệ đó cả. Nhưng mà mình thấy rằng là bạn ở cái thời điểm này này, có thể là các bạn đã đóng lại những cái chương nhỏ nhỏ đó rồi, những cái mối tình nho nhỏ đó rồi. Và kể từ giờ ấy, có thể là cái chặng đường tiếp theo mà bạn đi á, cũng có thể các bạn sẽ độc thân một thời gian, có thể là không quá là, mình nghĩ là không quá là không hẳn là ngắn đâu, có thể với một số bạn sẽ là dài độc thân ấy, cho đến khi nào mà bạn tìm được một người á khiến bạn muốn có một cái gì đấy lâu dài đối với họ. Đó, còn các bạn bây giờ không chấp nhận những cái mối quan hệ nó ngắn như thế này nữa. Nó khiến cho bạn bị tiêu hao năng lượng và rất là mệt mỏi, vì các bạn rất là yêu cái sự tự do. Thì đấy là số 1, chúng ta đến với số 2. Số 2 thì mình thấy rằng là một điều mà bạn được biết về chuyện tình yêu của bạn ấy, thì mình thấy rằng là lại sắp có một cái tình cảm nào đó sẽ chớm nở trong cuộc sống của các bạn rồi. Mình thấy rằng là sắp tới cái thời kỳ độc thân của các bạn ấy nó đang kết thúc rồi. Ở đây chúng ta còn The World thì mình thấy là bạn đã hoàn thành xong những cái bài học cần thiết rồi, và sắp tới đây bạn sẽ gặp một cái nhân vật nào đó. Và cái người này thì ở đây mình không quá rõ họ cụ thể tính cách, hình ảnh, ngoại hình hay là mọi thứ của họ như thế nào. Bởi vì ở cái lá bài này thì mình thấy rằng là bạn vẫn cần chờ thêm một chút nữa, và không có việc gì mà phải vội vàng hết. Đặc biệt với những bạn nào mà đang cảm thấy bản thân của mình đã đang ê sắc ế, đang độc toàn thân và đang muốn tìm kiếm một cái tình cảm nào đó, thì tình yêu này sẽ tự đến với bạn, nó sẽ tự chạy đến với bạn. Bạn không phải tìm kiếm đâu, bạn không phải
vội vàng, không phải nhấp nhổm, không phải kiểu giống như là nóng lòng sốt ruột gì đâu, cứ từ từ thôi, cái tình cảm này nó sẽ đến với các bạn. Thì mình không quá rõ về nó bởi vì cái thông tin ở đây nó quá ít ỏi, nhưng mình thấy được rằng là đây sẽ là một cái người mà sẽ khơi dậy cho bạn rất là nhiều những cái cảm xúc bấy lâu nay nó đã ngủ quên bên trong bạn. Thứ nhất là hai người sẽ rất là thu hút nhau về mặt vật lý, tức là nhìn thấy nhau là thấy thích rồi, nhìn cái ngoại hình của nhau, nhìn cái body, cái cơ thể, cái mọi thứ ở bên của nhau bên ngoài là đã cảm thấy rất là bị thu hút bởi nhau rồi đó. Cho nên là trước hết là về cái mặt vật lý thì hai người sẽ khá là tương đồng hoặc là có một cái sự liên kết nào đó khá là mạnh mẽ với nhau. Các bạn hiểu ý của mình không về cái vấn đề gì gì đó đúng không? Cái số 2 đây đó, mình thấy rằng là như mình nói, cái người này gợi lên trong bạn rất là nhiều những cái cảm xúc, những cái niềm vui, những cái thứ mà có thể bấy lâu nay các bạn quên mất rồi. Các bạn lâu lắm rồi các bạn chưa có trở lại những cái cảm xúc đó, thì cái người này sẽ đem đến cho bạn những cái cảm xúc này. Tuy nhiên thì mình ấy, với cái cá nhân của mình ấy và với cái trải bài này, thì mình có một cái cảm nhận là kể cả khi mà cái người này họ tới với bạn ấy và rừng rực lửa cháy như thế, hãy nhớ tỉnh táo, đừng có vội vàng, dục tốc bất đạt, dục dục tốc thì bất đạt. Mà nếu như mà các bạn vội quá trong những cái mối quan hệ này ấy, thì cái khả năng để mà nó có thể đi được đường dài với nhau ấy nó sẽ rất là khó. Cho nên là các bạn cứ từ từ bình tĩnh thôi. Đây này, không việc gì mà phải vội, kể cả khi họ tới, kể cả khi người này tới, người này có đẹp đẽ, có tuyệt vời đến như thế nào đi chăng nữa, thì bạn phải hít thật sâu để từ từ bình tĩnh lại. Bởi vì đôi khi ấy, cái cảm xúc của các bạn ấy nó sẽ dẫn dắt các bạn, nó khiến cho các bạn đi sai hướng, nó sẽ dẫn các bạn đi sai đường đó. Cho nên là phải tỉnh táo trong cái chuyện này. Và thật ra thì mình cảm thấy là đây cũng sẽ là vừa là niềm vui đối với bạn, đây vừa là thời cơ nhưng cũng vừa là thách thức với các bạn. Thời cơ vì các bạn có một cái cơ hội tốt trong chuyện tình cảm, nó khơi dậy trong bạn những cái tình yêu nào đó, nhưng mà vừa là thách thức, nó là chính là gì, bởi vì chúng ta lâu quá rồi, chúng ta chưa, hoặc là chúng ta đã chờ đợi một cái người phù hợp với mình nó đến rồi, nên khi người đấy đến là mình rất là dễ rơi vào cái tình trạng bị vội vàng. Có thể có những bạn sẽ phản pháo mình là tình yêu mà cứ để cho nó tự nhiên đi, việc gì mà phải ghìm lại hay là này kia các thứ. Thế nhưng mà mình vẫn nhắc nhở các bạn đấy chính là gì, đôi lúc ạ, chúng ta có thể hoàn toàn tỉnh táo để có thể xem xét được những cái cảm xúc đó bên trong chúng ta, để từ từ chúng ta giải quyết nó từng bước một. Và khi mà cảm xúc chúng ta lên cao, chúng ta phải hỏi là tại sao nó lại lên cao đến như vậy, có phải là bởi vì vã không, lâu quá rồi không đó. Thì mình thấy là bạn hãy nhớ cái câu thần chú này, đấy chính là gì, đừng vội vàng, kể cả khi người này chưa tới cũng đừng vội, và kể cả khi người này họ tới rồi cũng đừng vội nha. Bởi vì thật ra hai cái lá bài này thì nó cho mình thấy một cái ngọn lửa đang rừng rực cháy ở đây. Nhưng mà các bạn biết đấy, cái gì mà nó cháy nhiều á, nó cháy ngay ban đầu á, thì nó thường không có bền đó. Các bạn giống như một cái ngọn nến mà đốt từ một cái sáp, hộp sáp nến của mình hay đốt đi, thường đốt được rất là lâu đúng không, cái ngọn lửa của nó cũng không quá to. Nhưng nếu như các bạn để cái bấc nó quá dài, nó cháy quá to ấy, thứ nhất là nó ảnh hưởng đến những cái đồ vật xung quanh, cái thứ hai nữa ấy, là nó sẽ làm cho cái giống như là cái sáp đó nó chảy ra rất là nhanh, nó hết rất là nhanh, hiểu ý của mình đúng không? Rồi thì đấy là số 2, chúng ta đến với số 3. Tụ bài này như kiểu một phần tiếp nối của tụ bài số 2 vậy. Tụ bài này hãy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất, với cái câu hỏi đấy chính là một điều mà bạn chưa biết về chuyện tình yêu của bạn. Thì mình thấy rằng là bạn là một cái người khi mà bạn vui ấy, khi mà bạn có tình yêu tốt ấy, thì bạn rất là dễ bộc lộ ra cho mọi người thấy. Tức là bạn có thể là đầu của bạn không có là suy nghĩ mọi thứ nó quá là phức tạp đâu, bạn đơn giản lắm, bạn vui thì bạn muốn chia sẻ cho mọi người cùng vui thôi, chứ không, bạn không hề là có ý định muốn khoe mẽ, khoe khoang hay là cái gì đấy cả. Kể cả có một số bạn ở đây có thể có suy nghĩ là muốn khoe ra thật, thế nhưng mà mình thấy rằng là bạn không hề có ý xấu gì hết đâu. Thế nhưng mà mình thấy là khi mà bạn bực tức hay khó chịu ý, bạn cũng sẽ có xu hướng bộc lộ ra mọi thứ, tung hê ra mọi thứ cho quá nhiều người biết. Đặc biệt mình thấy rằng những cái chuyện liên quan đến chuyện tình cảm của các bạn ấy, thì các bạn tốt nhất là hãy tự xử lý, và hãy tự, thứ nhất là bạn vui ở trong đó, bạn thoải mái trong đó, bạn hạnh phúc trong đó, bạn là người tận hưởng là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là khi mà bạn đau khổ, bạn vật vã, bạn chán nản, hay là bạn bạn cần phải học một bài học nào đó thông qua cái câu chuyện này, hoặc là có một cái điều gì đấy không tốt trong mối quan hệ này như là đối phương của bạn chẳng hạn đó, thì mình thấy rằng là bạn hãy là cái người trưởng thành một chút, nhìn nhận lại, thẳng thắn nhìn nhận cũng như là góp ý hoặc là thay đổi. Tức là hãy hiểu rằng chuyện tình yêu này á, nó là chuyện của hai người, và hai người phải tự chịu trách nhiệm với cái mối quan hệ này. Còn đâu mình thấy bạn rất là dễ chia sẻ những cái cảm xúc, những cái câu chuyện của bạn này, kể cả niềm vui, cả niềm hạnh phúc, kể cả nỗi bực tức với những cái người xung quanh, đặc biệt là những người bạn của bạn. Nhưng mà mình thấy rằng là thứ nhất, có một số người không muốn lắng nghe, bởi vì thứ nhất là họ
bận lắm, họ không muốn nghe những cái chuyện đó. Cái thứ hai nữa là có những người ghen tị với bạn và họ sẽ bắt đầu có nảy sinh những cái suy nghĩ xấu gì đó với các bạn. Cái thứ ba nữa đấy chính là mình thấy rằng là kể cả bạn có thể chia sẻ đi, nhưng mà bạn nên chia sẻ với một hai người hay là ít người nhất có thể đáng tin cậy và có thể cho bạn lời khuyên trong lúc bạn rối ren thôi. Còn bạn không nên chia sẻ nó với quá nhiều người đâu nha, bởi vì mình thấy điều này nó là không tốt. Ở đây chúng ta có cái lá bài emotion này. Lá bài này nói về việc đấy chính là cái cảm xúc là một điều rất là tự nhiên ở trong cuộc sống. Thế nhưng mà đôi khi cái cảm xúc này nó cũng sẽ che khuất cái tầm nhìn của chúng ta. Đó, khi mình thấy là khi mà bạn tức giận là bạn cũng sẽ kể cho mọi người thấy là đấy, thằng chồng tao hay con vợ tao hay là người yêu tao nó thế này nó thế kia A B C X Z. Bắt đầu khi mà bạn vui vẻ hạnh phúc thì bảo ôi giời ơi, người yêu tao nó thế này nó thế kia A B C X Z. Hãy để những cái chuyện cá nhân đấy là của chính bạn và tự giải quyết nha. Nói điều này có thể một số bạn sẽ cảm thấy hơi khó chịu, nhưng mà mình buộc phải nói thôi, vì là mình thấy rằng là khi mà chúng ta lênh vênh á, chúng ta chênh vênh ở trong một mối quan hệ mà chúng ta không thể tự giải quyết được ấy, có nghĩa là chúng ta đang có vấn đề đấy. Và hãy xem xét cái vấn đề đấy là cái vấn đề gì nha. Còn khi mà bạn đã đủ cái sự trưởng thành, đủ cái sự thông suốt, đủ cái sự thấu đáo ấy, thì chuyện của bạn và cái người yêu của bạn ấy, bạn sẽ tự là cái người giải quyết. Cùng lắm là khi mà bạn cảm thấy quá rối ren thì như mình nói rằng là bạn có thể chia sẻ với một hai người thôi, ít người nhất có thể thôi, để họ cho bạn lời khuyên. Nhưng hãy chọn là những cái người nào công tâm nhất này, những người nào tốt với bạn nhất này, những người sẵn sàng lắng nghe bạn này đó. Và như mình thấy rằng là bạn cũng không nên phụ thuộc vào họ, bởi vì như mình nói rằng có những người họ không có muốn nghe đâu, vì công việc của họ, vì cuộc sống của họ nữa, họ còn cũng có những vấn đề của riêng họ nữa. Nên bạn hãy tự chịu trách nhiệm với vấn đề của bạn, còn đừng kiểu giống như là đôi khi là như mình nói rằng là bạn đơn giản mà, tính bạn đơn giản lắm, tính bạn không có cầu kỳ hay suy nghĩ gì đấy quá nhiều, thành ra là đôi lúc bạn cũng không có hiểu được là thật ra mỗi một người có một cái cuộc sống khác nhau, bạn có cuộc sống của bạn và những người xung quanh bạn cũng có cuộc sống như thế, họ cũng có từng lấy cái vấn đề và họ cũng phải tự giải quyết những cái vấn đề đó, thì đến cuối cùng người giải quyết ở đây là bạn. Đó, thì mình thấy là khi mà bạn hiểu được điều đó thì mình thấy là vui, buồn, hờn, giận hay tất cả mọi thứ bạn đều có thể cân bằng được cái cảm xúc đó và bạn có thể từ từ giải quyết được trong chuyện tình cảm của mình ấy, thì mình thấy rằng là cuộc sống của bạn liên quan đến chuyện tình cảm, gia đình của bạn ấy, sẽ rất là hạnh phúc đấy nhá. Đấy là mình hứa hẹn luôn cho bạn về điều đó, nhưng mà các bạn phải kiểm soát được cái cảm xúc này. Đó. Thật ra thì mình thường thấy những cái người này là những người rất là tốt bụng. Những cái người mà tức là yêu ghét hờn giận cái gì họ cũng bày ra bên ngoài dễ dàng ấy. Tức là họ không có nghĩ gì nhiều đâu, và bụng của họ, bụng dạ của họ cũng không có gì đâu. Giống như kiểu ngày hôm nay nói, ngày mai lại quên ấy mà, kiểu như vậy. Thế nhưng mà đây cũng là một cái điểm mà nó gây ra vấn đề đấy. Có thể khi các bạn còn thân thiết với những người bạn của bạn ấy thì nó là những cái bí mật riêng tư, nhưng mà khi mà không còn thân thiết nữa nó sẽ trở thành vũ khí chống lại bạn đấy. Ok, thì đấy là tụ bài số 3. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhấn like và đăng ký kênh của mình nhá. Bye.